Arriver HP 1005. Rồi các bạn vào cái trang chủ, cái trang đầu tiên, các bạn mở liên kết mới. Rồi các bạn tải cái Arriver full nha các bạn. Rồi các bạn chờ, rồi bây giờ nó đã tải file về rồi, các bạn chờ ít phút để nó tải cái file card driver máy in về máy tính nha. Rồi, như vậy là quá trình tải file về đã xong thì các bạn open trực tiếp luôn nha. Các bạn open cái file cài đặt về luôn. Các bạn cài trực tiếp lên cái file đó luôn. Rồi các bạn chọn run. Rồi quá trình install đang diễn ra thì các bạn chờ cho nó thực hiện cái file setup nha. Rồi sau khi nó hiện bản thông báo thì các bạn chọn cái hardware LaserJet, chọn dòng B1000 nha. Rồi các bạn chọn cái dòng hình chữ xanh ở trên, cái dòng thứ hai Intel Printer Software. Các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ cài đặt driver. Rồi các bạn Intel Printer Software. Rồi các bạn nhấn nét. Yes. Rồi bạn chọn LaserJet B1005. Rồi bạn nó hiện thông báo, các bạn nét. Rồi như vậy là nó đã cài đặt xong rồi đó các bạn. Rồi, như vậy là kết thúc quá trình cài đặt driver máy in HP 1005 nha các bạn. Bây giờ các bạn tiến hành in test thử xem là nó đã in được hay chưa nha.